Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Đại học không lạc hướng. Khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, chắc hẳn ai trong chúng ta đều mang trong mình cảm giác hoang mang. Đó là điều dễ hiểu, khi thay đổi môi trường chúng ta sẽ phải mất thời gian để thích ứng. Bạn cũng đừng quá lo lắng nhé, vì khi có cuốn sách Đại học không lạc hướng trong tay thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Giới thiệu về tác giả. Lý Thượng Long là tác giả trẻ sở hữu lượng sách bán ra lên đến hàng triệu cuốn. Trong môi trường cạnh tranh quá mức khốc liệt như Trung Quốc, số lượng tác giả trẻ có thể đạt được những thành tích như vậy không nhiều. Ngoài việc dành thời gian để viết sách, Lý Thượng Long cũng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như đạo diễn, biên kịch. Thậm chí Lý Thượng Long còn thành lập hẳn một văn phòng điện ảnh mang tên Bộ Lạc Long Ảnh để đầu tư và phát triển sâu hơn trong lĩnh vực này. Lý Thượng Long đồng thời cũng là nhà sáng lập mạng trong com, trang web học và thi tiếng Anh cực kỳ nổi tiếng tại Trung Quốc. Các đầu sách khác của tác giả để bạn tham khảo thêm. Bạn chỉ tưởng là mình đang rất cố gắng, không nỗ lực đừng tham vọng, vươn lên hoặc bị đánh bại, những loài hoa có gai. Cảm nhận về sách. Cảm nhận của mình khi đọc cuốn sách này chính là tất cả các cung bậc cảm xúc từ hào hức đến mãn nguyện. Mình đã đi hết một nửa chặng đường làm sinh viên mới tình cờ biết và đọc Đại học không lạc hướng. Chắc hẳn khi nghe tên cuốn sách nhiều bạn đã đoán ra được phần nào nội dung của sách đúng không nào. Thật đúng như vậy, đây là một cuốn sách dành cho các bạn sinh viên. Đó là những kinh nghiệm thực tế, những bài học sâu sắc về giảng đường đại học, về cuộc sống sinh viên. Điều gì trong cuộc sống sinh viên làm các bạn tò mò và muốn bước vào khám phá? Là một tấm bằng để thuận lợi giúp cho công việc sau này của bạn hay đơn giản chỉ là trải nghiệm ở môi trường mới lạ? Sau kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra không đơn giản, chỉ là thời gian để các bạn học sinh lớp 12 nghỉ ngơi sau một chặng đường học tập vất vả, mà còn là sự chuẩn bị để bước vào một cuộc sống khác. Có bạn sẽ lựa chọn tìm kiếm cho mình một công việc để làm, cũng có bạn hy sinh 4 năm thanh xuân đại học để trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Vậy trong khi các bạn đồng trang lứa đã đi làm, còn bản thân mình lại mất thêm 4 năm thậm chí là 5, 6 năm nữa để tiếp tục học thì có đáng không? Mỗi bạn sẽ có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Còn đối với mình, con đường nào cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực, và tất cả đều nằm ở sự cố gắng của các bạn. Đại học không lạc hướng được chia làm 5 phần với độ dài 289 trang. Đối với mình thì đây là một cuốn sách không quá ngắn. Để chiêm nghiệm được hết bài học trong sách, các bạn cần phải ghi nhớ một cách cẩn thận để áp dụng vào thực tế. Nếu có tư tưởng giảng đường đại học là nơi để các bạn xả hơi sau một kỳ thi vất vả thì hãy loại bỏ nó ra khỏi đầu ngay lập tức. Đúng là môi trường cấp 3 và đại học khác nhau hoàn toàn sẽ khiến cho chúng ta khó có thể thích ứng một cách nhanh chóng. Thế nhưng đó không phải là lý do để bạn dùng hai từ đại học để chơi chứ không cố gắng. Giai đoạn đầu đối với tân sinh viên sẽ rất khó khăn, nhưng đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ chứ. Từ cuộc sống không phải lo nghĩ gì về tiền bạc, ăn uống, ngủ nghỉ thì giờ đây đại học sẽ giúp bạn tự lập hết tất cả khi không có gia đình bên cạnh. Sau khi bước chân vào xã hội, các bạn trẻ mới phát hiện ra không có bất cứ ai chỉ cho ta hướng đi. Thế giới rất rộng lớn, ta phải tự lực cánh sinh, mỗi người đều phải học cách tự mình trưởng thành. Bằng cấp rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ngay hiện tại bạn có thể không tin, thế nhưng sau này khi ra đời bạn làm sao có thể chứng minh được khả năng của mình. Bạn nói với họ rằng mình học tiếng Anh rất giỏi, nhưng ai sẽ làm chứng cho bạn đây? Rất đơn giản, đó chính là một tấm bằng chứng chỉ tiếng Anh. Việc cố gắng học tập để có được một tấm bằng đóng một vai trò vô cùng to lớn cho sự thành công của bạn sau này. Thế nhưng bạn cũng không được quên các kỹ năng bắt buộc phải có. Người ta nói rằng thanh xuân đại học chính là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Thế nên bạn phải trải nghiệm hết tất cả những điều chỉ có sinh viên đại học mới làm được, để sau này không phải hối hận vì bất cứ điều gì. Còn trẻ tuổi đừng ngại, hãy đi đến nơi bạn muốn đến, làm việc bạn muốn làm, dũng cảm tiến lên phía trước. Cuối cùng hãy nhớ rằng đại học không chỉ có những giờ ngồi mòn ghế trên giảng đường, mà còn là những trải nghiệm bên ngoài thế giới kia. Học tập đóng một vai trò vô cùng quan trọng, thế nhưng kỹ năng và kinh nghiệm cuộc sống sẽ giúp bạn tiến bước đến thành công một cách dễ dàng hơn. Khác biệt lớn nhất giữa đại học và phổ thông chính là giáo viên phổ thông cầm tay chỉ bảo bạn, dạy bạn từng bước đi. Sau khi vào đại học, giáo viên chỉ cho bạn một hướng đi, còn lại bạn phải tự hoàn thành hành trình của mình. Với sự phát triển của xã hội ngày nay, sẽ không khó để bạn bắt gặp một cuốn sách nói về cuộc sống đại học trên thị trường. Thế nhưng vì sao mình vẫn khuyên bạn lựa chọn đại học không lạc hướng? Bản thân mình đã từng đọc rất nhiều cuốn sách dành cho sinh viên đại học. Mỗi cuốn sách đều nắm bắt rất tốt tâm lý sinh viên, cách truyền tải kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ở cuốn sách này mình cảm nhận được sự đặc biệt, đó là cách tác giả đặt vấn đề về khó khăn của sinh viên trong năm tháng đại học, cách diễn giải rất dễ hiểu. Mình tin rằng bạn sẽ không hối hận khi lựa chọn đại học không lạc hướng. Trích dẫn hay trong sách. Đừng tưởng rằng tuổi trẻ còn dài, vẫn còn vô khối thời gian để thỏa sức tung hoành, mà thực sự tuổi trẻ rất ngắn, nó trôi qua trong chớp mắt. Kỳ thực, trước khi một người có một thành tựu nào đó, mọi nỗ lực của anh ta đều không được người đời ca tụng. Chỉ có sau khi anh ta trở thành một cái cây cao lớn, sự đau đớn và nỗ lực của anh ta mới được công nhận, được phát hiện, được truyền tụng, được thương xót. Bởi vì thế giới này không đặt niềm tin vào nước mắt. Thế giới này chỉ nhìn vào kết quả,
Trước khi bạn thành công sẽ không ai quan tâm đến sự nỗ lực của bạn. Mọi đau khổ đều chỉ có mình bạn gánh vác, cũng chỉ có bạn mới gánh vác được việc của bản thân, học cách một mình lặng lẽ trưởng thành. Lời kết. Bạn là tân sinh viên, bạn không biết làm gì để đối diện với những khó khăn trong môi trường đại học thì hãy đọc cuốn sách này nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.